Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một nội dung, đó chính là phân biệt chống mái cho con chim bồ câu. Nội dung này thì mình cũng đã làm một số video rồi, nhưng mà cũng khá là lâu rồi nên là nhiều người không biết cách tìm lại video để xem. Và nhiều người có hỏi mình là anh ơi, bồ câu phân biệt chống mái như thế nào. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm video lại, nhưng mà với một cách là tổng hợp lại tất cả những cái cách phân biệt chim bồ câu, để làm sao những người nuôi chim bồ câu mới chưa có kinh nghiệm nhiều thì mình có thể biết cách mình phân biệt con chim bồ câu chống mái một cách chính xác nhất. Tại vì nếu như mà mình phân biệt chống mái không đúng thì sẽ dẫn đến việc có nghĩa là một chuồng xuất hiện hai con chim trống, hoặc là một chuồng xuất hiện hai con chim mái. Đương nhiên thì hai con chim trống thì không thể đẻ, và đương nhiên nếu mà hai cặp chim bồ câu mái đẻ thì đương nhiên không có cổ thì trứng nó sẽ bị hư. Chính vì vậy việc phân biệt chống mái cho con chim bồ câu hết sức quan trọng. Dường như là nó sẽ nếu như mà mình không phân biệt đúng thì mình sẽ thiệt hại về kinh tế. Tại vì chim bồ câu mình có lợi nhuận thì chính là con chim bồ câu ra ràng. Nếu mà trứng không nở hoặc là chim không đẻ thì nó sẽ gây thiệt hại về kinh tế. Chính vì vậy việc phân biệt chống mái cho chim bồ câu đặc biệt quan trọng. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ tìm đi đến cách phân biệt cho con chim bồ câu luôn nhé. Trên tay mình đây là con chim bồ câu giống Titan Thái siêu thị. Đây mọi người có thể thấy là chim bồ câu rất to, và màu của nó rất đẹp, và cái bộ khung của nó thì phải nói là tuyệt vời rồi. Đây là giống chim bồ câu hot nhất hiện nay. Và vậy làm sao để phân biệt được con chống mái cho con chim bồ câu này? Có những cách sau đây nhé. Mọi người xếp cánh nó lại. Mọi người xếp cánh nó lại nhé. Trước tiên mọi người xếp cánh nó lại. Đây. Mọi người phải để một cách thăng bằng nhé. Nếu như con chim bồ câu nó vảnh lên như thế này, đây là con chim bồ câu mái mọi người nhé, vảnh đít lên là mái này. Đây mọi người nhìn kỹ nhé, cái cách xếp cánh của mình ở bên dưới này, và mình phân biệt chống mái như thế này rất là chuẩn. Đây mình cho mọi người xem luôn, đây là cũng là một con chim bồ câu Titan Thái siêu thịt. Ở trại mình thì chuyên về dòng chim bồ câu này mọi người. Nó là các loại giống chim bồ câu siêu đẻ và siêu thịt. Cho mọi người xem luôn này. Nó to như thế này mọi người ạ. Nhìn rất đẹp. Nhìn mọi người có thể nhìn màu lông và nhìn cái bộ khung của nó. Nó khác hoàn toàn so với những giống chim bồ câu khác. Và để phân biệt tiếp tục thì mình sẽ làm cho mọi người xem luôn. Đây, mình cũng phải xếp cánh nó lại nhé. Mình cũng phải xếp cánh con chim bồ câu này lại. Đây, mọi người thấy không? Nó sẽ cụp cái đuôi xuống. Đây là con chim bồ câu trống nhá. Chim bồ câu trống. Đây là cách phân biệt cực kỳ đơn giản và dễ làm luôn. Mình không hiểu tại sao là có nhiều người không làm được. Mọi người để ý là cái chim bồ câu mình phải để nó thăng bằng nhá. Nó thăng bằng. Nó cụp xuống, nó nghĩa là con trống nhá. Mọi người lưu ý kỹ. Đây mình làm lại một cặp chim bồ câu khác cho mọi người xem luôn. Cặp này thì cũng là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt và đang ở độ tuổi sinh sản mọi người ạ. Thì đây mình sẽ hướng dẫn kỹ cho là mọi người xem. Mọi người nhìn video thì mọi người làm theo cái cách làm của mình thì mọi người sẽ biết thôi. Đây, đối với con chim bồ câu này, mọi người lưu ý kỹ nhé. Đối với những cặp chim bồ câu, mọi người phải để nó thăng bằng. Đây là con cụp đuôi xuống, có nghĩa là con gì? Có nghĩa là con chim bồ câu trống. Mọi người lưu ý nhé, cụp đuôi xuống là con trống nhé. Mình làm tương đối kỹ cho mọi người xem này, mọi người phải để thăng bằng cái này. Và cánh của nó thì mọi người cụp ở bên dưới nhé. Đây là con chim bồ câu trống. Đây mọi người,
đây là chim bồ câu ra ràng nhé. Cái này là chưa được 20 ngày tuổi đâu, cái này cỡ tầm được chục ngày tuổi thôi mọi người ạ. Có thể thấy là rất chim bồ câu rất là to và không hổ danh đây là dòng chim bồ câu titan xương thịt. Vậy thì đối với những con chim bồ câu nhỏ như thế này thì mình có phân biệt được không? Đó là có mọi người nhé. Nếu mọi người làm theo cách của mình thì mọi người sẽ có thể phân biệt được. Đối với những cặp chim bồ câu này thì với những cách phân biệt khác rất khó. Mình nhìn đầu, mình nhìn mỏ của nó thì rất là khó, tại vì nó còn nhỏ. Nhưng mà với cách làm của mình vừa rồi á, thì mình hoàn toàn có thể phân biệt được. Đây, mọi người cũng giữ con chim bồ câu ở vị trí thăng bằng, tại vì nó còn non nên là mình phải làm hết sức cẩn thận. Đây mọi người nhé. Đây là con chim bồ câu trống này. Đây là con chim bồ câu trống nhé. Đấy, đây là con chim bồ câu trống này. Nó cụp đuôi xuống nhé. Đây là con chim bồ câu trống đấy. Tại sao mình nhìn mình biết liền đây là con chim bồ câu trống mọi người? Tại vì thứ nhất là mà có thể như là mình nuôi đã quen rồi, nên mình nhìn một cái là mình sẽ biết đây là con chim bồ câu trống hay bồ câu mái. Và đối với những người mà nuôi á, thì nếu mà cái cách kia mà mọi người không áp dụng được á, thì có một cách thứ hai, đó là mọi người nhìn cái mỏ của nó. Cái mỏ của nó nhé. Đối với con chim bồ câu trống thì mỏ của nó sẽ là mỏ ngắn. Mỏ ngắn nhé. Và hơi thẳng. Và nhân trung của nó thì hơi to. Có những cặp chim bồ câu thì con mái có thể là to hơn cả con trống luôn. Nên là mọi người nhìn vào cái bộ khung của nó thì đôi khi mình sẽ bị nhầm lẫn đấy. Nhưng mà mọi người để ý kỹ, đối với những người mà có cái con mắt nó tin tưởng một tí thì mình nhìn vào cái mỏ của nó. Chim bồ câu trống nó là mỏ ngắn. Mỏ ngắn và hơi thẳng nhé. Và nhân trung to. Còn đây, mọi người thấy kỹ không? Con chim bồ câu này mỏ rất dài. Mỏ rất dài và có hơi hướng là quặp xuống. Quặp xuống nhiều so với con chim hồi nãy. Đây là con chim bồ câu mái nhé. Và nhân trung của nó nhỏ hơn. Đây chính là con chim bồ câu mái nhé. Nếu mà mọi người không biết cách phân biệt kia thì đây là cách phân biệt có thể nói là cũng tương đối là dễ đấy. Nhưng mà đôi khi nó cũng gây ra cái mình cũng bị nhầm lẫn. Thì nếu mà mình nhầm lẫn thì mình sẽ áp dụng cách thứ nhất thì nó sẽ tuyệt đối chính xác. Vậy còn cách thứ ba là gì? Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Đó là mọi người sờ vào cái vị trí ở bên dưới này, cái chỗ mà nó đẻ trứng á, nó đẻ trứng. Nếu mà cái con chim bồ câu nào mà cái khe rộng của nó mà lọt vừa được cái ngón tay của mình á, mọi người để vào đây này, thì đây là con chim bồ câu mái. Thì mình hiểu đơn giản thôi, tại vì vậy thì nó mới đẻ trứng được chứ. Con chim bồ câu trống thì rất hẹp mọi người nhá. Đây là cách phân biệt thứ ba. Vậy thì còn cách phân biệt nào nữa không? Thì còn một cách phân biệt nữa, và cách phân biệt dường như là cuối cùng, đó là mình nhìn đầu của nó. Con chim bồ câu trống thì đầu sẽ to hơn, và con chim bồ câu mái thì đầu nó sẽ nhỏ hơn. Mình có thể hình dung một cách đơn giản là phân biệt chim bồ câu trống mái thì mình sẽ có 4 cách phân biệt. 4 cách phân biệt chim bồ câu trống mái. Đây là những cặp chim, con này là chuẩn bị vào sinh sản đấy mọi người. Con này là chưa sinh sản nhé, con này là chuẩn bị vào sinh sản thôi. Nhưng mà nhìn bộ khung của nó cũng rất là to này. Con này cũng vừa thay lông xong đây. Tại vì chim bồ câu á mọi người, thì
nó sẽ trước khi đẻ lần đầu tiên á, đương nhiên nó sẽ thay lông nhé, nó sẽ thay lông nó mới đi đẻ. Thì như mình hướng dẫn nãy giờ thì phân biệt chồng mái cho con chim bồ câu thì mình có 4 cách phân biệt. Mình có 4 cách phân biệt cho con chim bồ câu. Thì cách thứ nhất đó là con chim bồ câu cụp lên hay là cụp xuống. Cụp lên hay cụp xuống nhá. Con này thì bảnh lên này. Nó có bảnh lên nhưng nó không cụp xuống là thăng bằng, đó là con chim bồ câu trống. Mà chim bồ câu mái nhá. Bảnh lên là con chim bồ câu mái mà cụp xuống là con chim bồ câu trống. Còn cách thứ hai để phân biệt đó là có nghĩa là mọi người sẽ nhìn theo cái mỏ của nó. Chim bồ câu trống thì mỏ ngắn và hơi thẳng, còn con chim bồ câu mái đó là mỏ của nó sẽ dài và có xuống quặp xuống. Còn cách thứ ba là mọi người sờ vào cái vị trí cái xương cụp của nó. Nếu mà con chim bồ câu mái á, thì cái khe hở của nó thì tầm khoảng vừa ngón tay của bạn, thì chính như vậy trứng thì nó mới đẻ được. Còn con chim bồ câu trống thì khe rất hẹp. Và cách phân biệt cuối cùng có nghĩa là mình nhìn cái đầu của con chim bồ câu. Có nghĩa là chim bồ câu trống thì đầu của nó sẽ to hơn và chim bồ câu mái thì đầu sẽ nhỏ hơn. Và nếu như mà mọi người mà có những các chim bồ câu thì nó sẽ khó, thì mọi người sẽ áp dụng 2 hoặc 3 cách thì sẽ chính xác 100% luôn. Thì chim bồ câu khi mà mình ghép chính xác thì nó mới đẻ có hiệu quả nhá. Thì nó đẻ mới có hiệu quả được. Thì mình sẽ không bị nhầm lẫn giữa chim trống và chim mái. Về việc phân biệt chim bồ câu thì phải nói thời gian gần đây cũng có rất nhiều người hỏi mình luôn về anh ơi làm sao phân biệt chim bồ câu. Thì mình có nói mọi người là lục tìm lại một số video của kênh Nông Dân Làm Giàu, có làm video về phân biệt trống mái rất nhiều. Thì chính vì những cái câu hỏi của mọi người nó xuất hiện nhiều thì mình mới làm lại video để mọi người xem và hình dung một cách tốt nhất để mình nuôi con chim bồ câu cho nó hiệu quả. Còn nếu như mà anh em nào mà chưa biết cách phân biệt hoặc là loay hoay làm mãi nhưng mà phân biệt vẫn không ra thì có thể gửi video cho mình theo cái số điện thoại là 0961142323 và mình có Zalo là kênh Nông Dân Làm Giàu luôn đấy, thì có thể gửi video cho mình thì mình có thể phân biệt giúp mọi người thông qua cái nhìn, có nghĩa là mỏ đầu. Hay xem qua video thì mình chỉ có thể phân biệt được 2 cách đấy thôi, tại vì mình không sờ không nắm nó được. Thì ngoài ra thì hoặc là có thể điện thoại cho mình để mình hướng dẫn một cách cụ thể về cách cầm nắm con chim bồ câu. Tại vì mình rất thích làm video, vì làm video thì mình mới có thể hướng dẫn kỹ cho mọi người được. Tại vì nếu mà chụp ảnh hoặc là làm slide thì mọi người cũng không hiểu được. Còn làm video thì mình mới hiểu được một cách rõ nhất. Và video của mình đến nay thì đến đây thì cũng xin tạm dừng và hy vọng mọi người ủng hộ kênh Nông Dân Làm Giàu của mình. Nếu mọi người cảm thấy cái video này hay và có ích thì cho mình thêm một like và comment thì để cho mình có động lực để tiếp tục làm video cho kênh Nông Dân Làm Giàu. Tại vì kênh Nông Dân Làm Giàu của mình thì mình không có thương mại hóa nó. Mình làm vì niềm đam mê của mình về việc mang cái kinh nghiệm nuôi chim bồ câu đến tất cả mọi người để làm sao mình có thể phát triển kinh tế một cách tốt nhất. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.